Rồi, hello anh em trong ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay thì Sách Tuần Thiên Kiên cũng lên một video gửi đến anh em mình gồm có 6-7 con đồng hồ nha anh em. Thì cách thức mua bán của mình vẫn như cũ nha. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại mình để trong màn hình nha anh em. Đó, anh em mua hàng thì có hàng thức anh em cọc cho mình, hoặc là anh em chuyển đủ thì mình bao ship cho anh em. Đó, tất cả những cái mệnh giá ở đây thì chuyển đủ mình đều bao ship hết nha anh em. Dưới 300 mình cũng chuyển đủ mình cũng bao ship luôn. Đó, còn anh em cọc thì ở xa thì mình có hỗ trợ tiền ship anh em nha. Thì anh em không có tài khoản thì anh em có thể nhờ người thân bạn bè, hoặc là anh em ra những cái cơ sở gần nhà như tiệm tạp hóa, mấy cái shop lớn lớn cũng có chuyển tiền hộ nha anh em. Đó, cách cuối cùng là anh em cọc bằng cạc điện thoại nha. Nói chung là kiểu gì cũng sẽ mua hàng được nha anh em, chứ mình không có gửi dạng gửi thu code nha anh em. Đó, tại vì hàng đi thì nói chung chốt mà nhận thì không nói gì, còn những anh em hứng lên anh em coi thấy thích quá anh em chốt, rồi tới mấy bữa sau rồi anh em thấy nhận hàng thì anh em cũng như là không có nhận nha anh em. Lúc đó anh em hết thích đồng hồ anh em không nhận nữa thì lúc đó mình cứ như là trả hàng về nó mất thời gian anh em, mất thời gian rồi nó hàng nó khó bán đó. Rồi tiền ship và tiền hoàng nữa thì cũng mắc một mớ nha anh em. Nói chung anh em thông cảm nha. Rồi mình lên con đầu tiên nha anh em mình luôn nha. Thì bên mình cũng có bán dây và pin nha anh em. Đó, dây đồng hồ thì dây da bò chị nè. Thì mình đang bán những cái loại dây da bò như vậy là 75.000 một cặp nha anh em. Dây 18, 20. Đó. Mình cũng có bán luôn mấy cái loại dây để gắn những cái đồng hồ tăng nha anh em. Dây gắn hộ tăng thì nó cũng da bò nhưng mà dạng nó làm mỏng hơn anh em, để mình có thể gắn được những cái đầu này anh em, chứ cái loại dây dày thì mình sẽ không có gắn được vô những cái đầu này tại vì nó rất là hẹp và sát. Dây da dày dạng mai á thì mình gắn vô không được nó, với nó không đẹp. Thì dây mỏng này mình cũng bán mà 75.000 một cặp nha anh em. Pin mình cũng có bán luôn nha anh em, pin đồng hồ. Mã hôm nay là mã ếch nha anh em. Mã con đầu tiên là mã ếch 1. Con này là một con cơ cổ của thị sĩ nha anh em. Đó. Cơ có tay thôi, nó có chữ Swiss dưới đây nè. Con này kim cọc của nó là giống như bằng vàng thiệt đó nè. Nó một cái miếng vàng rất là dày nha anh em. Chứ không phải là nó dẻ. Cọc nổi á. Còn chạy rất là mượt nha. Con này chắc gần 100 năm. 100 năm không tới với 70-80 năm là có đó. Cơ có thụy sĩ 17 chân kính nha nè, nó Swiss đó, Swiss nè. Còn chạy rất là ok nha nè, nó ba lăng gai. Máy thì còn sáng đẹp. 17 dây queo. Máy khá ok nha. Con này thì mong đứt sấy nè. Mấy con này thì mình cũng xin nhắc kỹ anh em nắm được là mình chỉ bán dạng máy chạy và máy chết thôi nha. Những con cơ giá rẻ này đó, mình không có bao chạy chững, cũng không có bao chạy là cứ như là chạy hoài chạy quỷ, nó không có dừng anh em. Thì mấy con cơ cổ thì nó cũng mấy chục năm tuổi rồi nè, nó cũng không còn mượt như xưa nữa. Mặc dù nó chạy ngon đó nhưng mình không dám bao nha, lỡ khi nó có dừng lại thì anh em lắc lắc nó chạy nữa. Nó có những anh em khiếu nại thì nói chung có mấy con cơ nó có chừng 2, mình bán có 200 mấy anh em, nó còn thua cái đồng hồ pin nữa đó. Thì mình mua chủ yếu là mình sưu tầm là chính đó. Thì mình cũng chia sẻ là gì nha, mình bán hình thức là máy chạy với máy chết thôi, máy chết mình bán rẻ, còn mấy con chạy gì thì mình bán nó giá nó vậy đó. Mình không dám bao nữa, con nào bao chạy mình sẽ báo bao chạy nha. 32 sẽ 32 nha, xe cổ xe của Nam 38.6, độ dày là 10.3. con này mình đã thay dây da bò xịn nha nè, dây này bán 75.000 một cặp đó. Khá ok nha. Con ếch 2, con này mình xin phép bán 1.000.000 nha nè. Con này hiệu Sawetio, con này thì những anh em chơi đồng hồ cơ, đồng hồ cổ thì nhìn cái hiệu này biết rồi, quá quen thuộc. Con này chạy máy Miyuta nè, nó thường là chạy máy Miyuta thôi, cơ Italy nè.
Con này xe ngang của nó là xe 36.4 nha nè. Độ dày của càng là 44. Độ dày của mặt là 12.5. Con này thì chống nước 23. Núm là núm cổ chai nha nè. Thép không gỉ toàn thân. Mấy cái dạng này mình lắc con cá mà chạy tới giờ luôn nè, chuẩn lắm. Lịch nhanh thì còn ok nha nè. Lịch nhanh chỉnh ok nha. Núm cổ chai chống nước 200m. Mấy con này anh em đeo thì chống nước tốt luôn nè. Mặc dù nó cơ cổ đó. Nắp này không, mình không có mở luôn nè. Nó rất là khít. Mình không biết đừng mở luôn, cứng lắm. Không biết là dặn hay kệ, mình không dám luôn. Sợ nó chạy vỏ uổng. Nói chung về thấy nó chạy ngon, lành, mới gì mình để luôn, bán luôn đó. Con này nó có dạ quang nha nè. Dạ quang còn sáng lắm. Máy này chắc máy đời mới quá. Dạ quang còn ok nha. Rồi, con này mình bán 1 triệu nha nè. Tiếp theo là con Golet. Con Golet Oyster Beta Tour Dedet. Dòng này nó có một ưu lực như nè, mình test thử có lực nhanh gì không nha. Con này cái nấm nó giật hơi khó nè. Con này hình như lịch của nó không có chỉnh nhanh nha nè. Lịch nó chỉnh không có chỉnh nhanh rồi. Lịch nó mình sẽ quay kim qua 24 giờ nó chạy nha nè. Con này kim tình trạng nha, bị lỏng anh em. Con này sẽ mình sẽ xử lý lại sau nha. Hoặc là mình bán dạng tự xử thì nó lỏng kim thôi. Nó bị lỏng kim rồi. Chốt này dặn bình thường mình hơi khó. Tại cái tay mình lộn cái máy quay nè. Con này đang bị lỏng kim nha. Nó chứ cũng chạy bình thường thôi. Mấy con này chủ yếu là về mình phải xử lý lại như nè, mình mới đeo được. Đó, giá 620. Lỏng kim. Niền khế đẹp nha. 35.6. 44.3. Máy của nó nè, chung máy máy tinh nè, chạy ngon lắm. Máy trắng nè, máy này máy Nhật, chạy mất cược luôn. Mình bán bộ máy là thôi cũng dư cái tiền của cái này. Dây vỏ chưa tính, mặt kiến đẹp, phơm đẹp, về gắn kim là thật. Kim nó đang lỏng, nó chạy kim phúc, nó chạy theo kim dây luôn nè. Thợ xử lý cái một. Con này, con này nè mình xem 220 nè, mua về chân thôi. Còn chạy cơ chân sau có tay. Con này như có chỉnh lịch nhanh được không ta? Lịch nhanh ok nha nè. Lịch nó 2 triệu luôn. Lịch 2 triệu luôn. Chân sau này chân sau tầng nha nè. Mình dặn qua 24 giờ thì chân sau nó mới nhảy. Nó nhảy ngày. Nó nhảy ngày nè, rồi nó nhảy chân sau tầng nha, đó. Thì đồng hồ lúc chạy lúc đứng thôi. Thì mình vẫn không bao chạy nha. Con này bán 32 đó. 11.3, con này về xử lý nhẹ lại thì chạy ngon. 38.3. Dây khóa. Tiếp theo mình có con cơ S5. Con này nay mình sale 750. Giá rẻ nhất thị trường luôn nè. Cái con cơ Golet Fake này người ta bán 900 triệu luôn. Có shop bán 1.2 triệu. Bây giờ mình sale 750, 39.2.
dây thép túc đặt nha, vỏ đẹp, con này cũng chạy máy Nhật nè, máy trắng, chạy máy này chắc máy của Mizuta nha nè, máy 8.2 đang chạy nha, con này lắc chạy thôi, máy mới, vỏ mới, máy mới. Mấy con này còn giải quan hết nha nè. Sáng trưng. Giải quan nó sáng lắm. Nó thua về máy xịn, nó mấy con máy xịn đó. Dây tai con này thì ...17.5 nè. Đeo hơi chặt xíu. 17 đeo vừa nha. Thôi về lên dây da đeo hoặc kiếm mắt mà thay vô nha. Đó. Dây Goulet này mình cũng có đang bán một bộ dây Goulet. Anh em nào có mua dây Goulet này liên hệ mình, còn bộ dây Goulet mà chắc dây hoa ke thôi, giống như thép thôi. Mình đo xay cho ta 40 rồi, lắc chạy nha. Tiếp theo con X6 nha nè, mình quay nhanh nhanh chút xíu. X6 này 1.350.000 nha. Con này mới bao chạy nè, con này bao chạy luôn, chạy rất là chính xác. Kim mảnh đẹp nha, hao lịch, nấm quay ngược. Lịch này lịch rút nha nè, rút cái lên 22 đó, rút cái lên 23 đó. Lịch thứ thì mình xây qua 24 giờ nhảy nha. Kính có sức lông mèo, sức nhịn, sức kiểu sức nặng không có nha. Liebenheim 21 viên, máy Mizuta nè, tất cả là thép không gỉ hết. Dây phá zin, dây dạng lụa mà lụa dày rất là chắc chắn à. Con này xây cũng khá ok nha, xe lớn á, xe 42, độ dày càng 48, độ dày của mặt 13.5. Con này đeo ok thôi, đẹp lắm, nhìn nó rất là cá tính nha, nó hay này, chạy mượt lắm, phong cách châu Âu. Tiếp theo con S7, con này nên mình sell 1.650.000 nha nè. Con này nền có xây, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản nha, chuyên sản xuất những cái đồng hồ xa xỉ nha, Son Harrison, có chợ có tay. Automatic lên cót thì chạy thôi. Con này cũng bao chạy luôn nha nè, xe 40 đó, mặt dày 15 ly, càng dày 48 mm, dây thép túc đặc nha nè, em coi kỹ mô tả nha đó. Con này thì dây cũng còn khá ok thôi. Mười bảy chấm năm đeo còn rộng nha, 18 đeo vừa đó, lộ trước lộ sau. Một con cơ có thương hiệu nha, mặt sau mâm đít sấy, automatic, toàn thân là thép không gỉ, củ răng có dập logo John Harrison. Tiếp theo mình có một con cơ của Italy nè, con này kính lồi nha, có chạy xước nhẹ, mặt kính vàng đẹp, chạy ngon lành hết, nấm đẹp nha, tất cả là thép không gỉ nha nè, chạy máy Mizuta nha, 8.2 nha nè, chống nước 5A, Laura Milano. Con này cái nền nó vàng đẹp lắm nè, nước vàng còn rất là đẹp, xe 35 thôi, dành cho anh em tay vừa và tay nhỏ nha. Cơ cổ 41, độ dày là 12, dây zin nha, bộ dây này rất là xịn sò, dày đẹp, đẹp lắm. Bộ dây 75.000 mình bán, không có lợi bộ dây này nha nè, nhìn chất lượng bộ dây thì biết rồi, rất là đẹp. Rồi con này mình để cho anh em 900 nha, con này nó có lực nhanh,
lịch nhanh còn ok hết. Thép trắng, đờ mi vàng đẹp. Tiếp theo là một con cơ lộ, con này cũng chạy máy Miyota luôn rồi nè. Con này cũng lắc lại chạy nha. Mấy hàng này anh em đeo về đeo là mua đeo chạy. Thằng này cũng có lịch nhanh luôn nè. Lịch nhanh ok hết. Nó máy Miyota, máy này máy 82 21 chân kính. Máy này xài anh em đeo kỹ, vỏ thép máy này nữa thì tới đời cháu chưa hư nữa nè. Nó không có hư mà dạng nó khô dầu, ga lau dầu rồi chạy tiếp 37.1 bền vô đó luôn. Xe 50 mình sử dụng có lâu dài mình xài máy cơ nha. Máy pin thì cái máy pin nó không có bền vững theo thời gian được rồi nè, thời gian nó pin nó hư. Bởi vậy hả, mình có con đồng hồ của Đức, mình suy nghĩ kỹ mình phải bán nó để sưu tầm, nó hư uổng thôi, để cho ai có nhu cầu người ta đeo. Bây giờ mình cũng đeo ít, phải máy cơ để lâu dài được, máy pin thì nó cũng sẽ hư thôi. Dạ quang rất là đẹp nha, mặt màu cam cam đẹp lắm. Con này xây cũng khá ok nè, xây bự, đeo rất là hay nha, giá 900 ngàn thôi. Tiếp theo con này mới hay nè, cầm lên là chạy khỏi lắc luôn. Con này bao chạy chuẩn luôn, bao chạy mượt, chạy rất là đúng giờ luôn. Kiến chưa chạy xước, 36, độ mới rất là cao nha nè, 51, con này nguyên cục thép luôn, 13.3, dày dày lắm rồi nè, thép đúc đặc mà mắt nào mắt nấy về bịch, đẹp lắm nha. Mâm đít sau lưng nè, có logo dập củ văn nè, chống nước 5 ATM đó, hiệu đó. Kim dây nó là kim nhỏ trung tâm anh em, kim 24 giờ chân sau, nguyên một cục thép rất là nặng nha. Con này mình lên tay cho anh em coi thử nha. Chủ yếu mình lên tay là cho anh em coi là coi cái gì, coi cái độ dài của con dây đó nè, cái chính là cái đó đó, cái độ dài của cái càng đó. Anh em chú ý hay đó thôi. Vô tay mình 7 năm mình leo đồng hồ này nó vừa hính luôn đó. Chứ còn cái dòng của mình thì nhiều anh em thắc mắc, thì nhưng mà đeo cái dòng này có ảnh hưởng gì đâu, chủ yếu là mình nhìn cái đồng hồ là nhìn cái càng nè, nó dài không. Nhiều cái đồng hồ cái mặt nó không có bự mà cái càng nó dài đó. Thì mình đeo lên tay nó càng nó ló ra thì nó không đẹp. Ví dụ tay mình 17 năm thì anh em có thể ước lượng được, nó còn độ dài dài của dây nữa đó, thì đâu nhìn cái đó là được rồi. Nó cũng rất là thực tế là nó vậy thôi. Rồi con này mấy con đồng hồ mới thì giả quen thì khỏi chơi rồi đó, đẹp lắm nha, 2,2 triệu, xứng đáng từng xu. Tiếp theo con này phân Muller Senever nha, con này cũng tình trạng là lắc lại chạy thôi, mấy con này chạy chuẩn á, chạy ngon luôn á, núm thì núm cũ chai luôn, con cái mặt si vỏ si thôi, tại hàng này hàng pha ke, nói chung là vậy, lịch nè. Nhảy lịch nè. Mà được cái bộ máy nó ngon nè, hàng pha ke nó cũng là máy Nhật thôi, đa số là máy Nhật thôi. Có mấy con pha ke cao cấp thì nó là máy Thụy Sĩ. Đó, giờ quen cũng sáng trưng nè, kim thì nó sáng hơn cọc số, máy nó chạy tốt luôn á, chạy mất gượt luôn. Chung con này mua về đeo thôi, mặc dù dây nó dây si nha, cũng nói rõ luôn, dây si vỏ si thôi nhưng mà chất lượng còn ok nha, về đeo 5-10 năm nữa cũng chưa hư đâu.
của bền tại ngừ nha anh em, 35. Độ dài 52, kỹ lưỡng thì nó lâu hư thôi. Lên tay luôn. Nói chung cái gì cũng phải biết cách xài nó mới lâu hư. Giống như chiếc xe mà chạy kỹ, xe Nhật mua về chạy kỹ ao bế nhớt không chịu thay cái đó mới chết. Biết cái máy nó hư không hay, cái vỏ mới tinh thì máy mới nát hết. 17.5 đeo còn gọng nhẹ nha. Chung cái gì cũng vậy anh em, mình nắm bắt được cách sử dụng nó thì mình sử dụng nó tốt thôi, còn kỹ mà kỹ không đúng cách thì nó cũng hư, cũng mau hư hơn. Tiếp theo là con cơ cót, mấy con này chạy chuẩn lắm, mấy con này chạy chuẩn lắm. Nhưng mà mình cũng nhắc là mấy con cơ giá rẻ mình không có bao chạy cho nè. Khóa của nó cũng khóa hai bên đẹp, mấy con này khóa đẹp, dây da bò nha. Nó lấy nét cái gì kỳ vậy ta, quay mới đâu quay chưa nóng máy mà lấy nét dở gì rồi. Chạy cái mức gượt nè, dòng Tomoni này của thằng Citizen, chạy máy Nhật Citizen hay Seiko quên rồi, mà hàng đó có thằng đó, hai hãng lớn thôi, chịu máy 7 chân kính này. Mình có mở máy rồi nè, cái đít nó xích quá mở hơi khó, anh em nào mua thì mình mở mở cửa sau nha. 35, con này chạy rất là chuẩn luôn á, nếu mà nó chạy ngon thì hết cót nó mới dừng, mà giá rẻ thì mình không bao chạy nữa, bán dạng máy chạy mới chết thôi. Con này mặt cam cam đẹp nha em, chứ không phải là mặt nó bị dầu mỡ đâu, mặt nó làm dạng màu cam cam nhẹ đó. Ví dụ con này mặt trắng nè, mặt trắng mặt cam nha, nhìn ở ngoài thì cam nó đậm hơn chút xíu, chứ không phải là mặt nó bị lên dầu lên mỡ gì nha em, mặt nó vậy đó. Này cool thai là của Seiko nè, chắc chắn luôn cool thai, tại mình đó mình có con cool thai đó còn tem mình mới biết nè, của Seiko. Mình đâu lại quên mất tiêu rồi. 35, 40, 12 ly 7, máy 7 chân kính, máy Nhật, đó, tình trạng nè, máy tinh nè, không phải như mấy con cơ bị gỉ sét, bị mục bên này kia, còn mới, đó, 320k dây da bò, cái này đồng hồ cơ mà giá bằng đồng hồ pin anh em, quá rẻ rồi. Con này hàng của Seiko nè, nó cũng tương tự con đó, bộ máy 7 chân kính, mà con này có lịch. Dòng này thì nó máy cũng đời mới rồi, 7 chân kính. Nó sẽ có lịch nhanh nè. Đó, lịch chỉnh ngon lành luôn nha, là nhanh luôn. Chỉnh 2 chiều luôn. Lỡ có bị hút dây là được nha anh em. Nó hồi dặn hết dòng lâu. Dây cũng như da bò xịn thôi, mình mới thay đó, 33. Này dành cho anh em tay nhỏ chút xíu. Tay có 15 năm đeo đẹp. Người tay bự thì mua đồng hồ bự, người tay nhỏ thì mua đồng hồ nhỏ nè. 300.000, kính có xước nha, cơ cổ thì không tránh khỏi rồi. Để một đống con này cọ con kia thôi, chạy mức gượt luôn. Mấy con này như đồng hồ pin. Hồ pin thì kêu mắc hơn mấy con cơ này đó. Con này của Citizen nhìn là biết rồi, Q&Q này nè. Con này 250 thôi. Dây này mình cũng đang bán dây này nha anh em. 70.000. 75.000 bộ, chưa tính phí ship nha. Anh em có mua đồng hồ mua kèm dây thì nó đỡ phí ship. Phí ship thì mình bán dây này phí ship nó cũng nhẹ nè. Mình lấy 15.000 bộ tiền ship. Hàng Nhật nha, Saban đó. Q&Q của Citizen thì anh em biết gần khỏi quảng cáo nhiều nha. Ngày xây chắc cũng 30, cũng bé bé. 32 nha anh em, sẽ 32. Tình trạng cũng còn khá ok nha, 38. Độ dày 11 ly 7 nha. Nó cọc dạch 32. Hàng siêu tầm thôi anh em, 250. Chuyển khoản hết vẫn được phí ship. Nó còn hết 15. Con này con cơ này Swissmade nha nè, cơ hiệp sĩ. Đó, Swissmade. Con này hai kim mà nó chạy nghe tách 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 đã lắm nha. Mặt thì mặt gì nè, đó. Kính cũng còn khá ok nha, vỏ vàng vàng.
cơ cổ thôi, mấy con này lâu đời lắm mà. Nó squid mét cho bá lửa đó. Con này bán 320 nè, mua sưu tầm là chính nè. Chạy ngon. Nhưng mà không bao chạy nha. Về khi nó có dừng anh em lắc lắc chạy chạy nữa. Bán mấy chạy mấy chết thôi. Còn con nào mà không chạy được thì mình báo nha anh em, hoặc cứng cót. Xe này gần 34 nha, 33.8. 41.1. Độ dày của thân được là 12 ly 7 nha. Dày da bò xịn sò, 75 mạng cặp gì. 320 con này. Đẹp nha. Nhanh tay thì còn. Tiếp theo là một con cót. Con này nhìn thấy cái cọc có dạ quen là test thử coi. Còn nữa nè, còn dạ quen số luôn đó. Số nó bắt dạ quen không bằng cái cọc. Thằng này chạy cũng mất gượt luôn nha. Chạy nghe tách 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 đã lắm. Này không có ghi gì hết nhưng mà cơ cót. Cô cót Nhật thôi. Cũng 300 luôn, nó da da bò cũng mới thay. Ông này chắc xe 30 quá. 31. Tay nhỏ đều đẹp hoặc là mua sưu tầm thôi, 38. 42, nó có con cơ cót nhỏ nhỏ đẹp. Mặt nó làm đẹp nha. Tình trạng thì còn khá ok vậy nè, chưa bị mục, chưa bị mọt, chưa bị đốm, bị gì hết. Mặt mày còn ok, kiến còn đẹp. 300 ngàn. Dây da bò mới thay cộng dây này không hết 7 mấy ngàn rồi. Đồng hồ cơ mà rẻ hơn một pin nữa. Con này, con này cũng chạy tốt. Con này cơ Nga 17 dây nha, 17 dây queo nha, chứ không phải một nha. Đó, đó có chữ Made in Russia đó, của Nga. Con này do mình quay khuya nha, quay khuya sáng mình ngủ hay trễ nè, anh em mua hàng cứ nhắn tin nè. Nhắn tin Zalo mình đó. 17 giờ queo nha. Còn lên có chạy nè. Đó nè, chạy ngon lạnh luôn. Chạy mức gượt luôn. Mới tin nè. Cơ cổ mà còn mới. Cần nghe cái gì cũng nghe, cũng thấy gì với bền, độ bền nó không thua về Nhật. Có cái hay riêng của nó nè. Sakha, Sakha cộng hòa Sakha nha nè, cộng hòa Sakha có nghe 30, 31, xe 31, 35.8, độ dày của mặt là 9.1 thì đồng hồ nghe 420, 17 trên kính. Những cái nước phát triển công nghệ cái thật nó cao mới chế tạo được đồng hồ như nè. Việt Nam mình biết chừng nào mới chế được cái đồng hồ, chế được mà mua đồ gáp không. Thằng này Tomoni 320 nè, nó kèm công dây chuông đẹp, dây chuông cổ luôn, hàng Nhật nha. Con này cũng giới thiệu nhiều đâu, 7 dân kính cũng như mấy con nãy thôi. Mặt đẹp, kính còn khá ok nha, chưa có chạy xước gì nhiều đâu. Con này xay cũng 35 đó, xay cũng bự, nấm có mòn một xíu, không sao. 40 nha, mặt 13 ly, miếng kính đẹp, mặt đẹp, chưa móc, chưa gì hết là ngon rồi. Lên cót nhẹ hiều, đã lắm. Con này chạy kim mới gượt 7 chân kính nha, 320. Tiếp theo mình có con cơ cót. Con này chạy cũng mất gượt luôn. Con vỏ nè. Ngon lạnh nè. Xây lớn nè. Có hình em bé đẹp. Em bé người phương Tây 40, xe 40, 48, 12 ly. Nó đồng hồ đeo lên cái gì nè. Cơ cót. Rồi cơ cót là 270 thôi. Mua sưu tầm là chính nha. Đó, nguyên dạng cơ là dạng dứ. Tới đồng hồ pin nè. Casen 14 hàng hiệu nha.
vỏ thép dày nặng, nguyên cục thép, dây phá nguyên zin hết, tất cả là thép không gỉ nha. Casen 14 chấm gom ten bộ này thì xây mặt của nó là xây 40 41 nha nè, càng dài 50, độ dày của mặt là 11 ly 8, dây khóa nguyên zin hết. Nhìn cái đồng hồ xịn, là nhìn cái dây cũng biết rồi, bóng đẹp, khóa dây Casen 14. Anh em nào chụp cái hình chat Google biết cái giá trị thật của nó nè, cao lắm nha, chứ không phải là cái giá rẻ mình bán đâu. Con này mới tin, con dây nó dày thôi là dày luôn, con dây này đeo biết năm nào mà nhúng nhích. Kính chưa chạy xước, lò nhẹ 320. Tiếp theo là cái dàn xe Casio nha anh. Rồi con đầu tiên là con Casio Baby G. Con này còn đèn đó là ngon lành, pin đã thay pin mới nha, pin Nhật xịn, pin mắc xeo. Tình trạng thì còn khá ổn nha. Chuông còn kêu lớn lắm nè. Full chức năng hết nha. Rồi, dây thép đúc đặc rồi. Dây chính hãng Casio Baby G. Baby G này thì mặt sau của nó nè, con này sản xuất ở Thái Lan nha nè, được sản xuất ở Thái Lan, Casio ở Thái Lan là uy tín rồi. Sau này Casio Trung, Trung mà đang bán ở điện máy xanh đó nè, còn Casio Trung Quốc xe 40. Dây con này dài khoảng tay 16.5 nè, thì mấy chị nữ với mấy em bé đeo đi học, mấy bé trai đeo cũng được luôn, tại cái màu này nó không phải màu hồng như nè, màu nâu chạy rất là chính xác. Tiếp theo là mình có con Casio, con này thì của nam nha, thằng này thì xây cũng ok, 6 kim 1 cốt, giao quan thì siêu đẹp, có lịch ngày, lịch 24 giờ và lịch thứ, 1 cốt thôi. Dây nè, dây thép hết, khóa, mâm đít sấy, bản này lắp ở chung nè, đó. Tất cả là thép không gỉ nha, bản mặt bự, đẹp, chạy ngon lành cành đào đó, đeo rất là ngầu nha nè. Dây này còn tay 18 năm đây cũng vừa nè, thì còn khá là dài. Rồi, con này mình để cho anh em là S22 450 nha. Cái con S23, nay con này mình sale mạnh lên nè, còn 850 thôi. Casio G-Shock, con này full chức năng nha. Nói chung về chỉnh anh em chỉnh nha nè, mình không biết chỉnh nhưng mà chạy nó chạy chất đúng giờ nha nè. Nó nhiều, mình không có chỉnh gì hết mà chạy đúng bon. Vậy anh em chỉnh nha, bán tự xử. Chỉnh là bán điên luôn á, nó nhiều chức năng lắm. Nấm này bấm được hết nha. Móc. Này gì không biết luôn nha nè, tự khám phá nha. Máy còn nguyên zin, xe coi 42 nha nè, xe 42 điện tử mà nó kịch cọ lắm, nó ngầu. Còn cái này khỏi đâu càng này, 42 thôi. Dây còn dài bao la nha, dây thép đúc đặc đó, độ mới cao lắm. Con này nguyên một cục miếng thép dày sau lưng, được sản xuất tại Thái Lan nha nè, nó chống nước tới 200 mét rồi. G-Shock, rồi sóc nha nè. Con này mình lên tay cho anh em coi thử nè, bao đẹp, bao ngầu, màu này đẹp nữa, cái màu này đeo nó nam tính, đai mặt đẹp, dây còn dài lắm, tay 25 đeo cũng vừa, S23 850 nha, S24 con này 320 thôi, nó đang qua ngày, đang nhảy thứ chứ, ngày nhảy rồi, test có giải quen gì không.
Con này làm cọc dạng bắt sáng nha, không có dạ quang nha. Đó, cọc nó cọc nổi đó, cọc khắc kim cương. Mặt này mặt si giống hay mặt inox. Dây nó thẳng luôn là vậy. Nhưng mà cái mấy đồ si của Casio, mấy con này trong shop đồng hồ hải chiều nè, lớn lắm, đang bán 1 triệu mấy á, hàng mới nha, 1 triệu 3 triệu 4. Con này còn khá mới, mình bán 320 nè. Đó, anh em nào ưng ý thì mình ủng hộ pin thì mình thay pin ngon rồi đó. Mình đã thay pin Sony rồi đó. Pin Maxell với Sony thôi, chứ không có pin Trung Quốc nha. Xài gần 37 nha. 9 chấm mấy gần 10 ly. Càng dài 43 nha. Lên ta thử coi. Dây con này còn hơi ngắn nữa nè. 17 thì đeo hơi cứng. 17.5 nhưng mình đeo hơi cứng nha. Nhưng mà anh em tay 17 thì mua con này được. Đó, cũng vừa với cái thông số cái mặt luôn đó. Vừa thông số cái mặt vừa bộ dây luôn, tay 17. Trở lại mua con này đeo đẹp lắm. Vừa. Tiếp theo mình có con Casio này. Con này dây thì còn dài hơn. Con này vỏ titan nha nè. Hao lịch đó. Mặt thì cũng dạng bắt sáng thôi, không có dạ quang. Titan thì nó nhẹ hơn thép. Dòng Casio Lin Lin Fay nha nè. Lin E. Đó. Titanium toàn thân nha em. Chống nước 5 ATM, mong tích sấy, mặt đẹp nha, kính chưa chạy xước gì đâu. Cái này xay cũng khá là ok nha nè, xay 38. 10.5. Độ dài càng là 42. Con này mình cũng lên tay cho nên coi thử nha. Dây này vừa với tay mình đây nè, rất là vừa dặn. Vừa dặn tay 17.5, mình 77 kg. Đó, anh em cứ tham khảo nha. Rất là vừa. Như mắt nó còn xả được một mắt hay gì. Rồi, mình xả mắt cuối cùng luôn nè. Xả mắt cuối cùng rồi. Thì nó còn vừa tay 17.5 đó anh em. Cũng khá ok nha. Mặt đẹp. Tiếp theo mình có con Casio cỏ này. Con này sản xuất tại Nhật, giữ hơn hai con kia nữa mà giá rẻ. Sản xuất tại Nhật cái nè, tình trạng còn mới đẹp. Casio vàng lịch sự, học sinh đi học đeo được đó. Mấy chị nữ tay to to đeo cũng được luôn. Size 32 thôi. Nước vàng còn khá đẹp, 37. Thanh lịch, chạy rất là chính xác. Con này đang hết pin nha, chắc hết pin rồi. Mình sẽ thay pin mới nha, 200k rồi chạy lên 200k. Con này tưởng hết pin thì chạy ào ào lên nè, khi cầm lên đồng hồ mình thì bán ra đồng hồ cũ mình bao test một tuần lễ nha nè. Trong một tuần lễ đầu có lỗi gì về máy thì mình sẽ cho anh em đổi lại nha nè. Còn trường hợp mà dây ngắn dài thì mình sẽ không cho đổi cho anh em. Thì tại vì cái đó thì mình bán mình cũng đã review kỹ cái vụ dây anh em. Nên độ mua được anh em mua. Đó. Đổi trả mấy cái đó lu bu lắm. Còn máy lỗi thì mình sẽ đổi trả. Con này mình bán 380 nè. Con này mình đã hạ giá xuống còn 380 nè. Đời mi vàng đẹp. Đồng hồ làm rất là sắc sảo nha. Mỏng đẹp. Tịch ô lịch nó nhìn khắc đẹp không, dây phá nguyên zin hết nè, made in Sa Băng nè, được sản xuất lắp ráp tại Nhật, dòng máy quyền thoại 7N32 nha, máy pin được lắp trên rất là nhiều con máy tầm trung phổ thông, 35 C35 nha, mỏng 7.3, độ dài càng là 38.7. lên tay thử cho anh em coi nha. C35 thì phù hợp với anh em tay vừa và tay nhỏ nha. Tay có 16 năm đeo đẹp lắm. Như tay mình thì đeo vừa dặn thôi đó. Nhưng mà tay mình đeo con này thì nó hơi nhỏ. Anh em tay 16 năm mua con này chính xác luôn. Rất là đẹp. Nước vàng anh em coi sao kỹ nha. Còn nguyên hết nha. Chưa có màu mắt nào đâu. Mấy cái đề mi mà nó còn vàng nguyên hay đẹp như nè.
nó mòn thì nhìn nó hơi mắc thẩm mỹ chút. Thì mấy cái mòn thì mình sẽ báo mòn, giá cũng rẻ hơn mấy con còn nguyên như vậy. Tiếp theo là con này là rẻ, cam đoan là rẻ nhất luôn, không có shop nào bán con này về giá này đâu. 6 kim 3 cốt, nó bấm cái chuồng nó ngáo bắt đầu chạy, mặt còn khảm chai nữa chứ. Chai này qua cái ống kính máy quay thì anh em thấy không rõ không đẹp, chứ ra ngoài đẹp lắm. Ở ngoài cái hiệu ứng thị giác nó ánh sáng nó chiếu vào nó có xanh xanh đến tím nhiều hơn nè. Vỏ thép không nghỉ, nó chống nước 100m luôn, dày nặng đẹp, size lớn luôn, bán có 450 quá rẻ rồi. Size 39, càng dài là 46, độ dày mặt là 12.3 đó, dày da bò mới thay. Size 39 thì đeo ok number one này đó, đẹp 16.5 đổ lên, càng cũng ngắn bởi vì đeo ok nha nè. Dây mới thay, dây này cũng 75.000 bộ, dây da bò mình bán nha nè, kính zin chưa chạy xước gì đâu. Đó, bấm cái nó dừng nè, bấm cái nó chảy về nè, chuẩn của Chronograph nha nè. Con này góc 12 giờ nó còn đến viên kim cương đó. Diamond đó, đồng hồ của Lazio. Tiếp theo mã S29 nha nè, con này 340 thôi, nó có để là dòng chữ là Hermes Watch, tức là đồng hồ làm bằng tay nha nè, chứ không phải là máy móc. Nó hàng nè, vỏ đồng nha, dây da bò, dây này cũng làm thủ công nha nè, dây này xịn lắm, độ đàn hồi của dây nè, em thấy không, da bò xịn là vậy đó. Đồng hồ vỏ đồng thủ công của Nhật làm thủ tay, mình chưa có cái mẫu này, mình mua siêu tầm chơi. 35, độ dày của mặt là 13, nó có chữ ký của người làm cây si gì đó, nó thấy không, mã số không? Cái tem này nó bán nó dán thôi, chưa bóc luôn nha anh em. Sản xuất cho năm 1986, cũng mấy chục năm rồi anh em ơi, đeo rất là ok nha anh em. Cổ điển thôi, độc lạ 340. Tiếp theo là mấy con nữ, mấy con này mình cho con máy sau nha, Citizen Automatic, chạy với tần số là 28.800, tần số tự động đó, lắc là chạy, chạy rất là mượt. Mấy con này đeo thì thường nó chạy chuẩn lắm, tại vì lâu lâu lắc cái nó mới chạy, có trời có tay, có lịch nhanh luôn nha anh em, lịch khúc nha, nó nhắn vô rút ra lịch nhảy bình thường, còn thứ thì anh em dặn qua 24 giờ nó nhảy thứ vậy thôi. Chính hãng Citizen, còn tem, ủa còn phá zin, đề máy tất cả là thép không nghỉ, mong đích sấy nha. Dây còn dài, dây còn full dài cho anh em, cho chị em phụ nữ đeo nha. Mặt con này thì 24.7 tương đương xe 25 nha nè. Cái con này mới ra rất là đắt thôi, 31, bây giờ có 300 anh em. Kính zin rất là ít chạy xước nè, còn trong gheo luôn. Ba sĩ Automatic. Tiếp theo là con này, con này dòng này 17 dây queo, cũng 20 chạy với tần số cao nè đó. Thằng này cơ cót, không biết có auto không mà lắc nó chạy đó, cơ cót thôi, cũng thép không gỉ luôn. Này của Seiko, cũng nguyên zin nguyên con, đai mặt đẹp, dây đẹp nha nè, đai mặt con này niềng khía đẹp lắm, 280 thôi, chạy rất là mượt, lịch cũng lịch rút nha nè đó, nhắn vô rút ra là nhắn vô rút ra cái là nhảy liền. 280, mã S31 cho nè, mặt đẹp. Tiếp theo là mã S32, con này cũng có Seiko luôn, con này Automatic 23 dây queo, này cũng lắc là chạy thôi. Con này lịch không phải khúc anh em ơi, con lịch dặn, nó chỉnh hai chiều ngon lành hết nha, lịch dặn này ngon rồi, chỉnh được hai lịch luôn, lịch thứ với lịch ngày, máy đề mới rồi. Mặt kính nó cắt kim cương nên thấy đẹp không, cắt cái kiến á,
đã lắm. Mặt xanh đẹp, 300 ngàn thôi. Xe 25 đó. Nó bạc triệu giờ có mấy trăm luôn. Tiếp theo con Sima Thụy Sĩ, con này 220 thôi, giá kịch sàn luôn. Titan nhẹ. Titan đúc đặc hay chúng hay Titan cuộn luôn. Máy Thụy Sĩ nha, máy vàng Thụy Sĩ, máy Sima. Nắp này mình chưa có ép nha nè. Mình có mở máy rồi. Sima Thụy Sĩ chính hãng nha. Máy mười mấy 20 triệu đó. Không phải đơn giản đâu. Xe 25. Sima Thụy Sĩ. Swift mấy. Tiếp theo là con Genoma nha anh em. Con này mặt khảm chai, Genoma 3 ghi, con này chạy máy thị nha. Mâm đất sấy. Đó. Tất cả là thép không gỉ, Swift mét đàng hoàng nha anh em. Thông số của nó đó chống nước tới 10 ATM nha. Swift mét. Genoma mặt có khảm chai. Con này dành cho nữ nha. Dây hết đúc đặc, dây còn dài lắm. Xe 26 nha. Đúc đặc. 250 mã S34 nha. Mặt đẹp. Này là này gặp đó nè. Nên là mua hai con này đeo chung nam nữ. Con này cái diện cũng có lằn đen giống vậy nè. Mặt khảm chai. Đó. Mặt khảm chai ở giữa, con của nam. Con của nữ. Đó. Hai chung hãng luôn. Con này thì size của nó 35, của nam đeo. Đó, 34 chấm ổ 30. 34.7 thì tương đương với size 35 anh em. Con này dây cũng dài lắm, dây cũng đúc đặc luôn. Xịn lắm nha. Khá nguyên zin. Nó mâm đít sấy. Tất cả thép không gỉ nha anh em. Con này chạy máy thì sỉ nha, Swift Mo nè. Hai con Thụy Sĩ hết rồi, 250 với 308 một cặp. Genoma của Pháp, Paris Design, chạy máy thị. Tiếp theo con này mình sale nhẹ 1.250.000, Gaga Milano, hàng chính hãng, hàng hiệu của Thụy Sĩ nha. Nên là biết chơi một con này hay lắm, giá cũ rất là cao nè. Anh em có thể chụp chụp về anh em chat Google, em giật mình luôn. Con này phá zin còn nữa. Nước vàng 10 điểm đó. Đẹp lắm. Anh em sao kỹ nha. Anh em nào muốn coi video mà thấy rõ, anh em vô cài đặt trong YouTube thì nè. Anh em bấm vô một cài đặt, anh em chọn cái phần mà hiển thị chất lượng. Đó, anh em nâng cái chất lượng lên cao nhất là anh em coi thì nó sẽ chi tiết. Nhiều cái mạng anh em yếu đó, cái YouTube nó tự hạ cái độ phân giải màn hình xuống. Nên anh em coi đồng hồ nó bị gỗ bị mờ, anh em không thấy kỹ. Rồi anh em đổ thừa cho mình quay, mình quay kém. Thật ra là mình quay là mình quay full HD đó, quay rất là rõ. Có thể do mạng anh em yếu nó hạ độ phân giải xuống. Nó hạ phân giải xuống làm cho anh em coi nó bị mờ anh em, không rõ nè. Xe này 30 40 anh em, xe 40. Độ dài của càng là 47 nha. Độ dày của mặt là 12.9. Tiếp theo mình có con nữ này. Con này bằng bạc, bạc đúc cho anh em. Bạc đúc cọc La Mã, chạy cũng rất là chuẩn giờ nha. Cọc của nó được đính bằng sòn anh em. 24 thôi. Đó, dây đẹp, nữ đeo đẹp nha anh em. Bạc đúc Silver 925. Đó. Lá cờ của Nhật nha nè. Carragher. Lá cờ của Nhật. Lên tay nó gì nè. Kính còn đẹp nha. 330. Mã này rẻ nè, rẻ đẹp, dễ thương lắm. Con US của Mỹ. Đẹp nha. 180.000, chuyển khoản đủ khi ship. Đeo nhiêu đem một chiếc lắc nè, một món đồ trang sức thôi. Mua tặng cho mấy chị nữ.
US. Nhỏ xíu, đẹp lắm. 18 S38 180 kìa. Chụp hình gửi Zalo của mình nha nè. Tiếp theo mình có con tăng. Con này nè mình cũng sale xuống 350 nè. Con này đẹp. Con rất là mới. Form đẹp nha, form dáng đẹp, mặt đẹp. Dây da bò mới thay nha. Đều rất là hay nha nè. Tài nhỏ nhỏ đều con này đẹp. Tăng vàng ám ba của Nhật nha, Cosico. Mình đã kiểm tra gon nước và thay bên xịn hết. 25 anh em mua gì chỉ có việc đeo thôi, không có làm gì thêm nha nè. 34 độ dày là 6.8 nè, 6.5 ly, độ dày 6 ly gử, mặt đẹp, tổng thể nó gì nè, tiếp theo mình có con này, S40 450, con này đẹp lắm nè, em sơ kỹ nha. Có bản kỷ niệm, những bản kỷ niệm thì nó có in cái chữ, mấy chữ này của trường học, doanh nghiệp tôi đặt xe cô làm tặng nhân viên cái này. Nó mới còn tồn, mới còn mới đẹp vậy thôi. Chứ hàng qua sử dụng thì sao mới đẹp gì. Nước vàng chưa có mòn miếng nào nè, đẹp lắm. Seco Lotion 450 con này. Đẹp khá là ok nha nè. Mặt 25. Hai mươi lăm chấm sáu nha, 25.7 gần 26, độ dày là 30 gần 35 nha, 35 đó nè, xe quyền thoại này, dày 6 ly thôi, 5.8 mà chưa tới 6 ly, kính xin nha, chưa chạy xước gì đâu. Tiếp theo mình có con Italy, con này dạ quang sáng lắm, nhưng con này phải test dạ quang thấy nó đẹp. Mấy con này dạ quang siêu nét, đẹp lắm. Rovendino Paris Design chống nước 13. Mặt đẹp, form đẹp, dây thép đúc đặc, phẩm chất cao như nè. Mông đích sấy, tất cả là thép không gỉ như nè. Paris Design chống nước 10 ATM. Con này ngon lành này. Có một ổ lịch dốc 3 giờ, mặt đẹp. Form dáng đẹp. Chất liệu thì cao cấp. Cái dây nó làm cũng đẹp luôn đó. Nó đeo rất là ôm tay thoải mái. Đẹp không? Còn rộng nha, 18 năm đeo cũng được luôn. Đó, cái form dây làm đẹp đó nè. Cái này mình đo mặt cho ta, đo lại coi. Cái này sang ngang cũng khá ok nên em đeo. Đó nè, đeo không có nghe nấm, 38 thôi. Sẽ 38. Càng em này cũng khá là ngắn nè, 42 thôi. 9.2. Con này tay 16 năm cho lên đeo được rồi. Tại càng nó ngắn. 450 con này nha. Thép không gỉ toàn thân. Tiếp theo mình có con này. Con này mình bán 320 thôi. Con này chạy máy Nhật. Asen Collection như nè. Da banh mô. Được lắp ráp tại Hàn Quốc nha nè. Được lắp ráp tại Hàn Quốc. Hàn Quốc nó cũng gia công cho Nhật luôn. Lộ hàng xuyên thấu nè, đẹp nha, đẹp, nó có cá tính riêng của nó. Rất là hay. Xe cũng rất là to luôn. 42 đúng nha. 42 đúng nha. Không sai ly nào. Dây da bò mới thay luôn. Đẹp. Có lẽ mình thay cộng dây da bò mai, nhưng mà cái mặt này mình thay cái bộ này cho nó tinh tế hơn nha nè. Con này 350. 350 anh em hô đất. Đấy cũng đơn giản nè, có một ổ lịch, nhưng mà thật sự là nó có cái hai riêng nha nè. Đó. Tất cả là titan. Hàng titan mong đích sấy nha. Đã kiểm tra và thay pin Nhật. Xây cũng khá ok, 36.5 6 như 37 nè.
mặt dài 9,6, độ dài càng là 43. Con này lên cái dạ quan này cái nhìn giật mình luôn. Đó, em thấy không? Sáng ốc nổi luôn. Nhìn dữ lắm, sáng lên em thấy không? Thấy độ sáng của nó chưa? Khủng khiếp lắm. Dây thì còn dài mênh mông luôn nha. Lên tài thử cái con này chủ yếu là bán cái mặt đó thôi, dạ quan thôi. Cho nên là đang sưu tầm mấy con dạ quan thì con này rất là hay. Xây cũng lớn, dây cũng dài, giá cũng khá mềm, 350. Tiếp theo là con này, con này giá còn mềm hơn nữa, 220 thôi. Tay mặt nó nhỏ, mặt nhỏ thì kén người dùng, nói chung là vậy. Giá bèo bọt, mặt sáng trưng luôn đúng không, amba luôn, nước vàng còn rất là đẹp, nước vàng rất là đẹp. Dây nè, dây da bò mới thay luôn, dây phá dày thôi là dày luôn, đẹp lắm. Nồi cục pin với bộ dây này thôi là trên 100.000 rồi nè. Đó, thì cái đồng hồ bán có 220, cái mặt nó nhiều rồi, có 100 mấy anh em, rẻ không, mặt xanh đẹp đó, tới giờ còn sáng thật luôn, rất là lâu hết. Xe 32 đó, tay 15 năm đeo đẹp, 15 năm 16, càng dài 39, rồi vậy thôi, 220k, mặt còn đẹp, chưa chạy xước gì. Tới 5 con đồng hồ nữ này, nay mình sale luôn, kịch sàn luôn. Đó 5 con này, mã BCEDF, dán mã F tên coi. Đó, tình trạng là đã kiểm tra kỹ, thay pin Nhật, dây da bò xịn luôn. Như mấy cọng này mình đang bán là 75.000 một bộ. Đó, dây nhỏ dây bự gì cũng bán đồng giá hết, dây da bò xịn. Đó, kiểm tra thay pin Nhật hết, dây da bò xịn sò mới tinh luôn, về chỉ có đeo thôi. Xây mặt của mấy con này là dao động từ 23 đến 24 ly 5 nha anh em. Đó, nghe kỹ nha, 23 24 ly khỏi cần đo. Đó, rồi giá bữa nay anh em lấy hết thì mình sẽ để giá ưu đãi cho anh em luôn. Đó, còn mua lẻ thì mình sẽ bán cho anh em là 180k một con, 180k một con, chuyển khoản hết, bao ship. Đó, anh em nghe kỹ nha. Còn em lấy hết thì mình sẽ có giá ưu đãi riêng. Đó, 5 con này. Đó, hàng cũng hàng xịn không đó, Oren nè, Citizen nè, đó, dung xanh cũng có Citizen nè, Seiko nè, đó, con này Milano Ý nè. Tất cả là hàng ngon hết nha. Đó, hàng còn mới tinh không à. Con này còn siêu luôn. Con Oren nè. Đó, mình cũng giới thiệu 5 con nữ này. Tiếp theo là con này, S46 320 thôi. Con này thì của Citizen nha em, 6 kim 1 cốt của Citizen. Sáng như bóng đèn luôn nè, sáng ốc nổi thôi. Độ mới còn khá cao nha em, dây đúc đặc, phẩm chất cao nè. Đó, tất cả là thép không gỉ, stainless steel, GN4S. Nó nhìn như là biết hàng của City vậy. Citizen, Manchester City nha. Con này cái đai mặt của nó là rộng 36 nè. Độ dài của thân là 41 hay gọi là càng nữa nè. Độ dày của mặt là 9 ly. Dây còn khá là dài nha nè. Con này dài mình mong. Xe 36 thì phù hợp cho anh em tay vừa, tay nhỏ, mắt đều ok hết nha. 6 kim. Rồi mình bán giá này quá mềm rồi nè, 320 thôi, chuyển khoản hết, bao ship thì như còn 300. Con này cũng vậy nè, chạy máy của Citizen luôn nè. Kính có lòi nhẹ nè. Đó, cho nó gáp 1/10 dây nhảy đó. Có dạ quen luôn. Có dạ quen luôn. Dây nè, mắt sao nè,
con này anh em là mua mình cho con máy sao à? Cái máy nó bự giáp cái mặt luôn, máy Miyota của Citizen nha, lên tay cho anh em coi luôn. Con này còn vừa tên 17.5 nha anh em, vừa mà hơi cứng, tốt nhất là anh em 17 mua con này thì dây nó sẽ còn ok. Thôi là anh em mua dịch lên cho da đeo ha, cái form này lên cho da cũng rất là đẹp, nó form này anh em lên thử cho da đeo rất đẹp lắm, form càng này càng ngắn, xe 37 nè, 37 300 6 kim 3 cốt, tình trạng còn khá đẹp. Tiếp theo con này xe 320 luôn, con này lịch cầu thang nè, nó xuống ray nè, sát nè, sung nè, mon nè, tiêu nè, quen nè, thu nè, nó dẫn lên thì ngày nhảy nè, ngon lành hết, chạy máy Miyota của Nhật, design in Japan, Japan mô thiết kế tại Nhật, đẹp đi khá là đậm đậm anh đậm tay nè, 40 chìa khóa nguyên zin, tình trạng còn mới đẹp, nó đeo đẹp lắm, bộ lịch nó nhìn dễ biết lịch cho nên rất là dễ biết lịch luôn, đẹp. Tiếp theo mình có con Seiko này, con này bữa mình bán con Citizen 2000, bữa nay về con này cũng tương tự con Citizen 2000 anh em, con này càng có mòn đầu một xíu, nó mòn xíu nên mình sẽ bán rẻ nha, thân nó nè vàng dày cộm luôn, Seiko chính hãng nha, kính thì chưa chạy xước gì đâu, ở đây mặt nó gì nè, nó đẹp lắm nha anh em, thanh lịch. Con này thì xe của nó cũng không có bự, nhỏ nhỏ xe 33 càng dài 39, độ dày của mặt là 7 ly đúng luôn, dây da bò mới thay đó, dây này mình cũng bán là 75 ngàn một cặp, cặp dây da bò này quá đẹp, dây xịn sò con bò luôn, đẹp tay nè, đồng hồ vàng này kết hợp với bộ dây này đúng là đúng là đẹp luôn, màu vàng với dây da bò nâu nhìn sang ghê hồn, 208 nè, xứng đáng. Tiếp theo mình có con này, con này S50 407, anh em ưng chụp hình gì nè đã gửi qua Zalo của mình, Aureoli này giá nó mềm thôi là mềm, xe bự hãng có thương hiệu vỏ thép, kiểu dáng này tới giờ mấy con Ogen nó còn làm mấy kiểu này, nói chung hãng nào cũng làm mỏng này nè, dòng lặn anh em, mấy cái hàng mới trong Bách Hóa Xanh này nó điện máy xanh này nó cũng bán cũng kiểu này thôi, xe 40 vỏ thép mông đứt sấy Aureoli của Thụy Sĩ luôn, thương hiệu Thụy Sĩ, tất cả là thép không gỉ đó, niền có xay luôn, núm thì có núm cổ chai luôn, chống nước 100 m, pin thì xài pin 10 năm luôn đó, pin bự đó nè, nhiều nè hỏi pin 10 năm thay được không, thì anh em xài hết pin thì thay bình thường thôi, thay bình thường thôi chứ đâu có gì đâu, cục pin nó bự hơn cục pin nhỏ thôi, ví dụ như cục pin nhỏ mình đeo 2 năm thì nó làm cái cục pin bự ra đó anh em, gấp 5 lần thì anh em đeo 10 năm thì lâu lâu anh em mới thay pin lần vậy đó, còn pin nhỏ thì giá tiền nó thấp, 2 năm anh em theo 2 lần cũng vô đó à, tốn công mình đi thay tới thay lui thôi chứ cũng vậy thôi, suy nghĩ lại nó cũng gây gan nè, bên nhỏ thì cục nó giá tiền nó có 20-30 ngàn thì anh em đeo 2 năm, bên bự 80-90 ngàn anh em đeo 10 năm nó vậy đó. Con này mặt khảm chai nè, Swift của Thụy Sĩ nè, kính thì kính sapphire nha, đó anh em thấy kỹ không, kính sapphire mặt khảm chai đó, chống nước 5 ATM, đời mi vàng đẹp đó. Giá thứ bảy nè, giá thứ bảy chủ nhật 400 ngàn con này, kính sapphire nha, kính sapphire rất khó chạy, mặt khảm chai đẹp, hàng Swift Made đàng hoàng nha, Swift Made máy thị, đã kiểm tra đã thay pin dây nè, dây về bịch luôn,
Ngay lúc đặt chị bạch luôn, nặng đó, đợi mi vàng chưa mòn miếng gì hết nha, squid đó. Đó lên tay đó cho mấy chú lớn lớn tuổi đeo hoặc là mấy chị nữ đeo. Kính sapphire nha, mặt khảm trai nha, C32 nha anh em, 32 thôi. Squid matte, mặt khảm trai, kính sapphire 400.000, gọn lẹ. Tiếp theo mình có con squid nữa nè, for bell, con này 320, còn rất là mới nè, con này mới lắm. Đây mình lao cái mặt cái nha, mới tinh luôn, từng cái cọc số đó là nó khắc kim cương nữa nè, rồi nó đính thêm viên đá chính giữa. Con này size của nữ, nữ hoặc nam tay nhỏ, mình của nữ đeo đẹp hơn. Mình đo cái nền thôi, rồi này 30-35 mới chuẩn nè, đo dưới đây mới chuẩn, cái nền con này nó hơi nhỏ, 35 nha. Tay vừa tay nhỏ, nữ tay to đeo cũng được luôn, 40, 11 ly, nó for bell, squid, world, nền có xây, tách giả quan luôn. Đó, con này giả quan nó kim giờ, kim phút, kim dây thôi, dây còn khá là dài nha, khóa 2 tầng đẹp. Lên tay cho nên coi chơi. C35 thì tay vừa tay nhỏ đeo ok nha nè, dây dài lắm. 35 thì cái gì, này tay 15 năm 16 đeo con này ok lắm. Tay mình thì nó hơi bự rồi, dây dài lắm nha nè. Rồi mã for bell của X52 320 mầm đích nè, còn mới. Tiếp theo con này, con này 450 này nè, con này 6 kem 3 cốt, giá này quá mềm rồi nè, Warari của Citizen, hàng hiệu, kính lồi đẹp, kiểu dáng thời trang, em thấy không, sang chân luôn nè, dây nè đẹp không, đó, stainless steel GN4S, ký hiệu của Citizen, một ô lịch, 6 kim, 3 cốt. Bấm vô cái kim cho nó gáp bắt đầu chạy nha nè. Kim chạy chính là kim nhỏ, kim cho nó gáp là kim dài nè. Bấm cái nó dừng, đó là cái người ghi về đích rồi đó. Rồi bấm cái trả về, đó, ngon lành hết nha. Con này để mình lên tay thử cho anh em coi. Mấy cái mẫu này đeo bền bỉ lắm, phẩm chất nó cao, máy nó mới được, máy nó mới chất lượng, đẹp không, kính lồi đeo đã lắm, dây dài mình mong, tay 18-19 đeo cũng vừa luôn. Tiếp theo mình có con lụa này đẹp nha, con này lâu lâu mới diện con, Ben Rút của thầy sĩ nè, Ben Rút thầy sĩ này mình kỹ, mặt đẹp, dây nè, con này nam nữ gì xài cũng được hết, Ben Rút tổng thể 450, con này máy thị sĩ nha, Ben Rút 450, xe mặt cũng khá ok nha nè, xe 30.000, 30 đâu có nhỏ đâu, càng dài 30 tấm, độ dày là 9 ly, tình trạng mới đẹp nha, 450 Ben Rút thị sĩ, chạy máy thị luôn. Tiếp theo con này, con này hay nè, nó nằm tay nhỏ nhỏ đeo con này đẹp lắm, hoặc mấy chị nữ đeo cũng được, Alex Alisa chạy máy Nhật nè, chạy máy Nhật đàng hoàng, được lắp ở chung nè, nặng lắm nha chứ không phải nó nhẹ. Cho anh em câu máy luôn, nói chung mấy con này câu máy dễ bán, máy xịn, đít rất là thích luôn đó. Máy Miyuta nè, thấy không, máy Miyuta đàng hoàng, nó làm cái căng nó dày bịch luôn nè, pin Sony đàng hoàng nha đó. Con này dạng là dạng có gon nè, mâm đít là có gon đàng hoàng nha,
máy móc ngon, ngon tăng này anh em đeo rất là ok thôi. Tăng đẹp mặt đẹp, dây xanh mặt xanh, rất là tông sạc tông luôn. Nó đeo gì nè, đẹp không? Tay nhỏ nhỏ cỡ 16-16 năm đeo con này đẹp nhức nách, form dáng đẹp, xây nó dạng như nó không có bự về chiều ngang nha nè, mà nó dài ngang có 23, dài 37. Tay nhỏ nhỏ đeo đẹp, nữ đeo cũng được luôn. 280k S25 nha. Máy Miyota bán chưa bằng tiền của máy, có con này đỉnh mà. Pin bữa nay con này chùm luôn. 780 S56 Ska gầm gin dây phá nha. Gin phá gin, mặt gin dây thì dây mới thay thôi, dây mình thay. Thay mới bộ dây này nha, dây cũ của nó bung hết rồi. Dây này đẹp lắm nè, da bò xịn đó. Lên nét kiểu gì đâu, dở quá. Em thấy không? Mặt lớn lắm nè, mặt này đẹp, mặt nâu cà phê, nó bốn kim nha. Quên giới thiệu, nó bốn kim, kim đỏ là tác dụng nó làm gì mình không biết nha. Nhưng mà chỉnh được. Xe ngang 36 nè, xe vuông 36 ngàn bự lắm nha. 42 chiều dài. 10.1 nó có cái nấm đây nữa, nấm này chỉnh gì cũng không biết nha. Bán dạng tự nghiên cứu nè. Chứ giờ dắt hay chạy ngon lành đó, tất cả quen luôn. Còn cái kim đó mình điều chỉnh cũng được luôn nè. Dạ quen còn xanh hay hơi. Nè test nè. Chỉnh đời nè, đó. Còn kim đỏ này mình chỉnh nè, mắt một. Kim đỏ này mình chỉnh đâu nó nằm đó. Chắc múi giờ quá, như múi giờ này. Vậy thôi, lên tay nó vậy nè. Đeo rất là ôm tay đẹp nha. Dây này mai rất là kỹ càng nha nè. Đường mai nè. Mai nè. Em thấy cái chỗ nối dây không? Mai gì xài biết nào hư. Không xúc bậy nha. Mai kỹ lắm nha. Rồi. 780 con này. Ska gần của tay của Đan Mạch nha anh em. Cái hai mã này. Thằng này Oren nha anh em. Kính có sức lông mèo nhẹ. Tổng thể đẹp. Oren. Xe này có bị nhâm nhâm xíu nha anh em. Hay cái gì? Được 280 thôi, được cái bộ dây quá xịn, bộ dây ba Bambi này. Bộ dây này mình tách cho anh bán, bộ dây này không là hết 170-180. Bộ dây này anh em, dây da bò đầu 18 nữa, dày bạch luôn, còn mới tinh nè. Owen bán chung cái đồng hồ 280. Ba mươi hai, 36, xe 32 thì anh em tay nhỏ thôi, tay nhỏ nhỏ hoặc mấy chị nữ đều cũng được. Owen đẹp. Mặt thanh lịch đơn giản, hàng có thương hiệu, được cái bộ dây quá xịn, Bambi đầu 18. Người bán dây tiếp theo là mã 59. Mà tới mã này chứ, Seiko một núi. Con này bữa nay mình sale 320 nè. Một núi, con này đẹp, kính đẹp, vỏ thép stainless steel, con này vỏ thép xài ngon. Dây da bò mới thay mới tinh luôn. Này một nối form dáng đẹp nha nè. 33.3 bia 33 nha nè. 38 cạnh nó làm rất là mỏng nha. Con này để mình test độ mỏng luôn. 6.7 ly thôi. Rồi 320 con này. C33 nha, đẹp. Giá rẻ. Seiko một nối máy nó bự lắm. Máy xịn. Mình lên con này cho anh em nha.
Con này 6 kim nha anh em. Charles Forget, con này có lịch ngày, lịch 24 giờ, lịch thứ. Đó, mặt đẹp. Dây nè, thép túc đặc nha. Toàn thân là một cục thép. Charles Forget chống nước 100m. Tất cả là thép không gỉ, mâm đít sấy đã được kiểm tra và thay pin xịn. Xe mặt cũng dành cho anh em tay vừa vừa và tay nhỏ. Xe 34. Càng dài 36 nha 7 nha anh em. Độ dày của mặt là 9,8 tương đương với 10 ly. Dày phá nguyên zin nha, dập logo hãng, phá 2 tầng. Thì anh em nào một tay nhỏ nhỏ muốn đeo ngầu rồi mua con này. Đeo vô thấy cái cảm giác là nó ngầu. Nó chất là chất lượng. Vậy nè. Mua dày đá không? Dày lắm nha. Có lịch để xem thứ lịch ngày. Tiếp theo là mình lên con này. Độc lạ Bình Dương. Thành tam giác thì xịn sò luôn. Bán giá này không có lời xu nào luôn, 580. Lấy vô cũng cao luôn. Alay. Mặt khảm chai, cọc số kiểu như của La Mã cổ đại. Mình ghi làm thành tam giác Alay nè. Đó, được. Thiết kế bể Nhật nè, lắp ráp ở chung. Tất cả là thép không gỉ, nguyên cục thép. Cái phôi thép bự cho bá nè. Đó, nó CNC ra được vậy nè. Thấy vậy chứ đeo lên tay gọn hơn rồi nó. Không có kình càng gì đâu. Để đeo mê đeo con này đi mua điện thoại rồi. Cho nó ngầu quá nè. 508. Rồi, tam giác đều. Một cạnh là 55. Rồi. Dây phá nguyên zin nha. Lại 580 rẻ bèo máy Nhật. Tiếp theo mình có con hàng hiệu mắc bay mắc gia cốt, mắc bay mắc gia cốt nước vàng còn 10 điểm nữa. Mặt vàng, máy citizen vàng giống như DWK. Dây da bò hai lớp rất là mềm. Dây này dạng dây rút nè, nó dây rút, rút ra luôn cũng được nữa, dây luồn chứ, dây luồn đeo rất là mềm. Đó, đeo lên tay mềm mại đã lắm. Dây xịn sò đàng hoàng đó nè. Nhìn bộ dây chất lượng. Khóa zin nha. Dây mai chất lượng nè. Mai gì thì hết từng xúc. Dây luồn. Này của nam. Nữ đeo cũng được, nữ tay bự bự một chút. Xe 37 lần. Ủa 36.5 nè. Thế gì chứ 36.5. Tại vì nó không có càng. 36, xe này 36 thôi. Càng nằm dưới không thấy. Rồi đẹp hết nha. Kính thì có xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi, chứ không có chạy gì nặng đâu. 520 lâu lắm mới. Con đầu tiên luôn, hình như con đầu tiên là mắt bay mắt đeo cướp. Rồi, tiếp theo là mã này T62. Con này thì chạy chuẩn, ngon lành, có kim xăng báo cốt, có lịch ngày. Đó. Có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Nó rút ra dừng rồi chỉnh. Bấm vô chạy tiếp, hắc skin top, vỏ thép không gỉ. Cốt âm để chỉnh lịch ngày. Đó. Máy dăng nè. Máy dân đẹp cực kỳ. Quay gì ào ào luôn. Đề máy là 5320, nước 100m. Automatic. Rồi, tất cả là thép không gỉ. Nhìn rất là ngầu. Thương hiệu cũng rất là nổi tiếng luôn, Michael Jordan của Mỹ. 41 xe 42 chứ, 41.9. Càng là 50. Độ dày của mặt là 15 ly. Đó. Dây zin. Ai mua tặng thêm bộ dây nữa, phá zin. Dây này bị chóc lớp dưới rồi, ai mua tặng thêm bộ dây. Nên tay rất là ngầu đầu luôn. Đẹp không? Mặt cargo đẹp. Chạy đã luôn. Rồi, 1,8 triệu nha. Tiếp theo là con Escudo. Con này mình cũng thường bán. Mặt vàng, bên đây có con mặt phiên bản mặt trắng nè. Của Citizen nha anh em. Citizen
Con này đo cái này 36. Xe 36 nha. Đó. Càng dài 42. Độ dày của mặt là 10 ly. Đó. Mình quay giấc này là 2 giờ mấy phê nè. Nên sáng mình ngủ trễ nha. Đó. Dây thép đúc đặc. Con này dây dài nè. Mấy cái đồng hồ này anh em đeo thiên thu bền lắm. Mấy cái máy vàng. Máy vàng. Dây đúc đặc, dây đẹp. Đó, đeo nè, đẹp không? Dây làm 5 chỉ đẹp. Escudo. Chất lượng cao. Chiếc 420k. Chuyển khoản hết bao ship. Tiếp theo là con này cũng chạy máy CD game luôn. Con này hãng nét khúc lá của Nhật nha, 300 gữ, 6 kim nhưng có lịch ngày 24 giờ lịch thứ. Hai kim có dạ quen. Mấy cọc nhỏ nhỏ ngoài cũng có dạ quen luôn, rất là đẹp. Nét. Dây da bò mới thay nha. Rồi, máy này 350k. 38 đúng nha. 44 9 ly 7 lên tay này, 38 này đeo ok thôi, đẹp lắm nha. Có lịch coi, lịch ngày là thứ, lịch ngày là thứ 24 giờ gì đi. Mã tiếp theo con này S35. Quýt này nè, sale 180k, quýt pin chạy ok, quýt vỏ đồng đẹp nha, quýt cổ điển 46.3. Tiếp theo là lên con này S36, con này hàng hộp, bữa trước còn lọt lại con đó. Nguyên zin luôn, gỗ đẹp nè, chính hãng của nó. Con này phẩm chất cũng rất là cao mà. Thép không gỉ, đúc đặc dây đó. Mặt sau là hàng hộp thì nó mới thôi rồi luôn nè, thấy chưa có miếng chày nữa, chống nước 13 a stainless steel, thép không gỉ toàn thân nè. Con này được sản xuất tại Nhật, dành cho mấy chú lính gòn rất là nhiều múi giờ nè. Con này nó 4 kim nha em, chứ không phải 3 kim nha, 4 kim này cho chỉnh múi giờ 38.5, xây cũng khá là lớn nha, 38.5 46 11 ly. Con này 4 kim. Test giả quen chơi coi. Rồi 4 kim. Sáng lắm. Dây đẹp không? Bao đẹp luôn. Test dây có dạy nhiêu. Vừa chen cái tay mình luôn nha. Đó. 17.5 thì vừa luôn. Đó. Vừa hính luôn nha. 17.5 vừa đeo luôn. Mình 77 kg đó, anh em là nhỏ ký hơn mình thì mua đeo vừa thôi. Con này mắt của nó, mắt dư của nó rớt được, mắt tiêu chân chứ ho là vun về luôn. Rồi mã này mình bán cho anh em là 420k nha, full hộp full box, độ mới cao, thép không gỉ toàn thân S36 420. 67. Rồi, con này mình sẽ bán cho anh em là 500k. Chạy ngon lành. Automatic có hỗ trợ có tay, được sản xuất tại Hồng Kông nè, Cadillac. Con này có giả quen gì không? Giả quen còn nhẹ nè, còn nhẹ thôi. Xây nè. 38. Càng dài 46. 13.8. Đó. Rồi, mã 67 nha. Ở 67 500k, xe 38. Lộ tim, ổ lộ máy trước, lộ máy sau. Vừa auto vừa có tay. Chạy chuẩn luôn á. Con này mình sẽ bao chạy cho con này nha. Con này về không cần lau dầu gì đâu.
lên tay là đeo là chạy thôi. Dây da bò mới thay nha, 500k thôi, bán rẻ hơn đồng hồ cơ Trung Quốc. Mà cơ này mình chưa biết cơ nước nào. Mình có mã này giới thiệu cho anh em nè. Con này, con cơ này có lịch ngày, lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng, lịch năm. Con này còn mắc thừa luôn nha, dây dài còn mắc thừa luôn, độ mới còn cao lắm. Đây cũng hợp mà, lỗ trước lỗ sau 29 nhiều queo. Mục đích sấy thép không gỉ toàn thân, cốt âm để chỉnh mấy cái lịch này. Test thử rồi, tháng nhảy đó, ngày nhảy đó. Con này bao chạy luôn nha anh em, chạy chuẩn lắm, bao chạy luôn. Con này mép từ góc 12 giờ tới 1 giờ nó có chốc chốc sơn nhẹ xét cái gì nha anh em đó. Nhìn kỹ mới thấy, còn nhìn thẳng gì cũng thấy. Đó, mình cũng báo cho anh em biết. Giá đã rất mềm mà, 41. 29 gì queo, 48. Mặt dày 15. Tại kính công nó hay dày nha anh em. Tích dạo quen luôn. Còn sáng đẹp nha. Dây dài lắm, còn mắt phụ nó đẹp không. Con này về đeo thôi. Rồi kết thúc nha. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình nha. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại để trong màn hình nha. Rồi hẹn ở anh em ở một clip tiếp theo nha. Rồi chào mọi người nha.